Dạ chào cô, có phải cô gọi dịch vụ của công ty chim sẻ sẻ không ạ? Dạ phải, mời vào nhà. Cô muốn sửa gì? Dạ, có cái lỗ mà chui đèn của em gắn hoài không có được. Cái lỗ hả? Đâu? Đây. Cái lỗ này hả? Cô có cái ghế không? Dạ, đợi em tí nha. Dạ. Cảm ơn cô. Ủa còn ghế đâu? Anh cứ uống đi rồi lát em lấy ghế. Đây, ghế này. Cảm ơn cô. Mấy cái chuyện đơn giản này chồng cô đâu thì sao cô không nhờ chồng cô làm? Dạ chồng em đi công tác rồi anh. Rồi xong, đơn giản mà, mấy cái này đơn giản như đang giỡn. Cái nút nào cô? Đèn nút nào? Đây này. Sáng rồi ha. Wow, hay quá anh. Hay lắm, tôi còn nhiều cái hay lắm. Cô còn muốn sửa gì nữa không? Con anh đây. Đây anh. Cái tivi luôn. Bị lỏng ổ cắm. Liền vậy hả? Mấy cái chuyện nước nôi này tôi làm cái một mà cô ơi. Bây giờ cô còn cái chuyện nào lớn hơn nữa không? Còn chuyện lớn hơn á, quan trọng hơn. Em để dành cho anh ở trên phòng ngủ. Trên phòng ngủ à? Chuyện quan trọng à? Chừng nào lên vậy cô? Giờ luôn á. Bây giờ luôn hả? Đi liền đi. Đi. Chuyện này á, anh đừng có nói với ai hết nha. Bí mật. Nhưng mà tôi sợ quá. Anh sợ gì? Thì lỡ chồng của em chồng em là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, lại bất lực trong chuyện này, mà lại đi cả tháng trời bỏ em ở nhà một mình. Nhiều lúc á muốn làm cũng không biết sao làm nữa. Em để đó cho anh. Mấy cái chuyện này là để đó cho anh. Thể lực anh dồi dào, anh có thể giúp được em. Cứ tin ở anh. Bây giờ em muốn anh làm cái gì? Em là một người phụ nữ, anh là một người đàn ông. Băng. Mà trong phòng này thì chỉ có em, anh với chiếc giường này thôi. Anh bưng lên đi. Anh bưng ha. Anh làm gì vậy? Bưng, em kêu bưng. Trời ơi, tôi kêu anh khiêng cái giường này nè lên lầu 3. Bưng là bưng cái giường á hả? Đúng rồi.
Trời, vậy mà cứ tưởng. Ủa, có chuyện gì sao anh cười hoài vậy? Không có. Tại anh thấy sao tự nhiên có cái lỗ mà nhiều người đúc vào vậy ta? Ủa, sao anh biết? Sao không biết? Anh là chồng của em mà. Ừ, rồi vậy anh biết hết rồi hả? Ừ. Vậy anh có tha lỗi cho em không? Ủa, em đâu có lỗi gì đâu mà tha lỗi cho em. Khờ quá, cái đó là người ta tự nguyện, người ta đút vô chứ bộ. Nhưng cũng một phần do em. Phần do em cái gì? Em có lỗi gì đâu. Cái đó là cái phong tục từ xưa đến nay của người ta. Mỗi lần đi ăn cưới, người ta phải đút cái phong bì vô cái lỗ trong thùng đựng tiền. Cái đó là tiền mừng cưới, hiểu chưa? Ủa? Vậy mà em cứ tưởng. Tưởng gì? À, không. Em nói tưởng gì vậy? Thôi, ngủ anh nha. Chào anh có chuyện gì vậy ạ? Cô thật là đẹp. Cặp kìa. Có chuyện gì không? Cô có biết là cô rất nóng bỏng và gợi cảm. Ủa, ai vậy em? Hàng xóm. Hắn ta muốn gì? Hắn chỉ khen em là đẹp, gợi cảm, nóng bỏng. Hắn muốn tán tỉnh em hả? Chắc vậy á. Mất dạy. Người ta có chồng rồi mà dám tán tỉnh nữa. Để anh dạy cho nó một bài học. À, tự giác sát tới, anh mở cửa cho. Anh giọng nó bể mũi luôn. Đừng anh. Gì? Tại vì hắn chưa có sờ mó gì em hết á. Với lại hắn cũng chưa có ý định gì đâu mà xàm xổ em mà. Anh để em, anh đi sau em đi. Thí dụ mà hắn giở trò gì á, anh hãy ra tay. Muốn gì nữa đây? Thưa cô, cô có nghĩ là mình có thân hình đẹp và gợi cảm không? Đúng vậy. Rồi sao? Thưa cô, nếu như vậy á, cô nói với chồng cô á, nên xài đồ nhà đi nha. Đừng có ve vãn vợ tôi. Cô Khứa nói gì vậy em? Nói gì hả? Vợ ơi, vợ ơi, anh về rồi nè, nhớ vợ quá.
Trời ơi, anh về ra nè. Ủa, sao hôm nay ngủ sớm quá vậy? Vậy, ngủ sớm cũng được. Dạ chết được luôn. Mày cứ làm gì còn lát. Nhớ chết đi. Mạnh dữ vậy. Nhưng mà anh thích. Em đi đâu vậy? Thì biết hôm nay anh đi công tác về. Em mua ít đồ ăn về làm cho anh nè. Tội nghiệp. Mấy nay chắc là ăn cơm ngoài suốt à. Nhưng nên mặt héo queo. Em biết ngay mà. Em mua toàn là những món anh thích đó. Em sẽ bù lỗ cho anh những ngày qua nha. Em hả? Ủa em đây rồi. Ai trên phòng vậy? À em quên. Thằng em họ đến chơi. Nó thấy là không được khỏe nên em nói lên phòng ngủ đó. Em đi nấu đồ ăn nha. Quỷ hả? Làm hùng hộp như trâu vậy. Nhưng mà em thích. Em hết mệt luôn vậy. Anh có được nhờ. Em,
Nhớ em quá à. Ủa? Anh không nhớ em hả? Nhớ em chứ. Nhưng mà sao nhà mình có pho tượng vậy em? Em mua. Em mua hả? Mua ở đâu bức tượng đẹp quá vậy? Trời ơi, bức tượng đẹp sống động như thiệt luôn trời. Anh thấy cũng bình thường hả anh? Đâu có gì đó. Anh thấy nó sống động quá trời. Trời ơi, có lông nách luôn nè. Anh. Hả? Em nhớ anh quá. Để anh coi có còn lông gì nữa không. Ôi mà hả? Em nhớ anh quá. Ăn không? Tôi nói ông biết ông là may mắn lắm đó. Hôm bữa thằng chồng của con nhỏ hàng xóm ở lì trong phòng luôn, nó không chịu ra. Tôi phải nhịn đói tới sáng luôn. Ông là may mắn lắm đó. Ăn không? Ông mang tôi đi ngủ à? Oh, my God.